Xin kính chào các anh chị. Như vậy là tháng 1 năm 2022 đã đến, kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm của các doanh nghiệp về cơ bản cũng đang dần hé lộ và có rất nhiều các doanh nghiệp có những cái triển vọng kinh doanh tốt. Thì hôm nay tôi sẽ mang đến việc đánh giá cập nhật kết quả kinh doanh quý 4 năm 2021 của một cổ phiếu thuộc lĩnh vực bán lẻ rất được quan tâm. Đó chính là cổ phiếu PNG của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Thì trước khi vào cái nội dung đánh giá chi tiết thì tôi xin đưa ra các cái yếu tố hỗ trợ đặc biệt cho cái cổ phiếu PNG này trong năm 2022 và xa hơn nữa. Thì thứ nhất là về cái kết quả kinh doanh năm 2021 thì AZFIN đánh giá là khá tích cực, dù có nhiều khó khăn bủa vây từ cái việc Covid-19 đã khiến cho đa phần các cái cửa hàng mang lại doanh thu và lợi nhuận chính của PNG trong quý 3 năm 2021 đóng cửa hoàn toàn. Thứ hai là cái kết quả kinh doanh năm 2022 thì chúng tôi dự báo nó tăng trưởng mạnh mẽ và sẽ duy trì lâu dài trong các cái năm tiếp theo nhờ vào rất nhiều yếu tố. Thì có những cái yếu tố rất đặc biệt như PNG đã áp dụng chuyển đổi số thành công và họ đã vận dụng rất tốt vào cái hoạt động kinh doanh của mình. Tiếp theo là bộ phận marketing và thiết kế của họ đang ngày càng xuất sắc, đang ngày càng đưa đến các cái sản phẩm mà đúng với cái thị hiếu, thậm chí là kích thích cái nhu cầu tiêu dùng, thị hiếu của người tiêu dùng về các cái bộ sản phẩm mới, thậm chí là theo mùa, theo từng sự kiện, vân vân, rất tốt. Rồi tiếp theo là có một yếu tố thuận lợi khi cái Covid xảy ra, đó là Covid xảy ra làm khó khăn chung nhưng đồng thời cũng cuốn đi những cái doanh nghiệp yếu, những doanh nghiệp nhỏ. Và theo thống kê của chúng tôi thì có khá nhiều các cái doanh nghiệp họ yếu đi rất nhiều, phải đóng cửa khá số lượng cửa hàng của mình. Bên cạnh đó thì cũng nhiều doanh nghiệp nhỏ phải biến mất khỏi cái thị trường trang sức này. Và cuối cùng đó là cái sự phục hồi của nền kinh tế diễn ra mạnh mẽ hơn kỳ vọng rất nhiều, đặc biệt là cái tầng lớp trung lưu và tầng lớp thượng lưu thì thậm chí họ còn vươn lên mạnh mẽ hơn so với việc trước dịch Covid xảy ra. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng vào đi chi tiết đánh giá tình hình kết quả kinh doanh 2021 của PNG cũng như dự báo cho năm 2022. Thì nội dung gồm 3 cái mảng chính như sau. Thứ nhất đó là những mảng kinh doanh của PNG năm 2021 diễn ra như thế nào để chúng ta có thể bóc tách được rằng mảng nào tốt, mảng nào chưa tốt, hoặc là mảng nào chính, mảng nào phụ, để từ đó dựa trên cơ sở đánh giá triển vọng tương lai như thế nào. Và thứ hai là chúng ta sẽ cùng đi qua cái hệ thống cửa hàng của PNG trong năm 2021 đã được mở rộng hay là co hẹp như thế nào. Bởi vì cái lĩnh vực bán lẻ như PNG hay Thế Giới Di Động thì cái việc đánh giá số lượng cửa hàng là một việc hết sức quan trọng. Hết sức quan trọng, nó cho biết cái độ phủ của doanh nghiệp ở trên thị trường, cũng như cho biết được rằng doanh nghiệp tiến triển đến đâu. Và cuối cùng là chúng tôi đưa ra đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021 và kỳ vọng cho năm 2022 như thế nào. Thì trước tiên thì mời anh chị em cùng đến với những mảng kinh doanh của PNG trong năm 2021. Thì đầu tiên đó là cái thương hiệu trang sức vẫn rất nổi tiếng từ xưa nay, đó là thương hiệu nhãn trang sức vàng PNG, đúng không ạ? Rồi mấy năm trước thì sẽ đã có thêm một cái thương hiệu mới, đó là liên quan đến phụ kiện bạc, đúng không ạ? Thì nó gọi là PNG Silver, đúng không ạ? Thì quý vị có thể nhìn thấy. Và tiếp theo thì gần đây thì PNG đã đưa vào một cái nhãn hàng, một cái chủ đề mới, đó là theo các cái style, theo thiết kế, các tính riêng, theo các mùa, theo các bộ sưu tập, vân vân. Đó là một cái mới. Rồi là về cái trang sức ở phân khúc cao cấp thì đó là có thương hiệu cao, đúng không ạ? Rồi có các cái sản phẩm làm quà tặng doanh nghiệp, ví dụ như quà tặng Tết, quà tặng khai trương, quà tặng sinh nhật, vân vân. Rồi là có thêm đó là đồng hồ thời trang thì cũng đã đưa vào cái hệ thống của PNG được vài năm rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tổng kết lại những cái mảng kinh doanh. Thứ nhất là mảng vàng của PNG gồm có vàng trang sức và vàng miếng. Thì trong đó vàng trang sức sẽ là mang lại kết quả kinh doanh chính với biên lợi nhuận cao. Còn vàng miếng thì tuy mang lại doanh thu cũng rất lớn nhưng mà cái biên lợi nhuận của nó thấp.
Còn về mảng bạc thì chủ yếu là trang sức và chiếm một cái tỷ lệ rất nhỏ trong cái cơ cấu của PNG mà thôi. Và PNG đã có nhiều mảng mới để đánh vào cái thị trường cao cấp như cao hay là giới trẻ hiện nay như PNG Style, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến phần thứ hai, vậy đánh giá về cái quy mô mở rộng cũng như hoạt động của PNG trong năm 2021 này như thế nào. Thì chúng ta nhìn thấy ở đây rằng số lượng cửa hàng PNG Gold đã tăng có cái phần chậm lại từ khi Covid xảy ra. Ví dụ như năm 2020 thì họ tăng đâu đó được có 11 cửa hàng. Thì 2021 họ tăng được nhiều hơn một chút nhưng họ cũng chỉ tăng được có 20 cửa hàng thôi. Thì với cái tốc độ này thì nó chỉ tương đương với khoảng độ 3-8% mà thôi. Thì nó không quá mở rộng nhanh được. Thì nguyên nhân như tôi đã trao đổi đó là Covid xảy ra rất phức tạp. Tiếp theo, số lượng các cái cửa hàng PNG Silver thì lại giảm dần qua thời gian. Bởi vì rõ ràng là cái mảng này thì nó không mang lại cái biên lợi nhuận cao. Chúng ta lưu ý rằng mỗi một cái sản phẩm bạc, trang sức có khi là chỉ độ vài trăm nghìn, 1 triệu, 2 triệu đến 3 triệu là cao lắm rồi, đúng không ạ? Thì trong khi cái chi phí thuê cửa hàng, mở cửa hàng rồi thuê nhân viên nó cũng sẽ tốn không kém cái PNG Gold quá nhiều đâu ạ. Trong khi mỗi một cái sản phẩm vàng, trang sức vàng ấy bán ra với cái giá trị thậm chí gấp hàng chục, hàng 20 lần trung bình so với bạc, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là nó mang lại cái giá trị cao hơn rất nhiều, có thể duy trì. Thì cái mảng bạc này thì chúng tôi đánh giá không cao và chúng tôi cho rằng nó đóng góp vào kết quả kinh doanh của PNG đâu đó chưa đến 2% cái lợi nhuận đâu ạ. Bởi vậy cho nên nó sẽ là một mảng yếu. Tiếp theo, cái thương hiệu cao cấp là Cao Fine Jewelry thì số lượng cửa hàng thì đâu đó năm 2021 cũng giảm một cửa hàng. Bởi vì thực sự trong cái PNG Gold thì nó cũng đã bao gồm các cái sản phẩm cao cấp rồi. Thì cái sản phẩm cao cấp riêng biệt này thì thực sự nó cũng không quá cần thiết. Thì chúng tôi cũng không đánh giá cao về cái vấn đề này. Rồi tiếp theo là PNG Art thì là 3 cửa hàng, Style thì là 2 cửa hàng thì bắt đầu mới đưa vào thử nghiệm năm 2021 này cho giới trẻ riêng biệt. PNG Watch chỉ có 74 shop in shop, tức là 74 cái cửa hàng trong các cái PNG Gold kia và các cái thương hiệu khác. Đó, thì nó không phải là cửa hàng riêng mà nó là shop in shop, tức là có một cái quầy, một cái bộ phận, một cái phần trong các cái cửa hàng vàng là chính, đúng không ạ? Như vậy là tổng số cửa hàng là 341 cửa hàng, tăng có 2 cửa hàng thôi. Nhưng mà chúng ta hãy lưu ý rằng là tăng PNG Gold. Thành ra đây mới là cái điểm nhấn này. Nó tăng như vậy là tăng vào đúng trọng điểm, đúng lợi thế cạnh tranh của cái công ty này, đúng không ạ? Thì ở trên đây là các cái cửa hàng trên toàn quốc, 341 cửa hàng. Thì 2020-2021 thì do dịch Covid, đúng không ạ, phức tạp nên PNG không mở thêm nhiều. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng trong năm 2022 này thì với việc dịch bệnh có thể cái xác suất rất cao là sẽ không đóng cửa, không lockdown toàn xã hội thêm một cái thời gian nào nữa. Thì khi đó PNG sẽ có nhiều cái cơ hội để có thể mở rộng mạnh hơn trong cái năm 2022 này. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên kỳ vọng việc PNG sẽ mở rộng quá mạnh cái số lượng cửa hàng, bởi vì có một điều rất tích cực ở đây, đó là PNG đã chuyển đổi số rất thành công. Do đó họ bán hàng online rất hiệu quả. Chính vì thế cho nên cái lượng cửa hàng về cơ bản, cái độ phủ chỉ cần vừa đủ thôi, chứ không cần phải mật độ dày, không cần phải mật độ quá dày thì hiệu quả kinh doanh nó sẽ vẫn cao. Còn ở trên đây có một điểm khá đáng chú ý, quý vị có thể thấy doanh thu trên cửa hàng. Nếu như năm 2018 là 44 tỷ, phải 9 tỷ đúng không ạ? 2019 là 49 tỷ, 2020 là 51,6 tỷ, 2021 là 57,4 tỷ. Rõ ràng là cái doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng của PNG đang vẫn tăng. Thì cái điều tăng này thì nó nhờ các yếu tố như sau. Yếu tố thứ nhất như tôi vừa trao đổi, đó là những cái cửa hàng PNG Gold, là những cửa hàng có doanh số lớn thì nó lại tăng. Trong khi các cái loại khác ví dụ giảm, ví dụ như PNG Silver thì nó lại giảm rất mạnh. Thế thành ra là khiến cho cái doanh số trên mỗi cửa hàng tăng. Tiếp theo, đó chính là cái giá vàng của chúng ta về cơ bản trong những đôi năm gần đây nó cũng có dấu hiệu tăng. Đúng không ạ? Dấu hiệu tăng. Ngoài ra thì cái việc bán hàng trên mỗi cửa hàng của PNG cũng khá tốt.
Thế thành ra nó khiến cho cái doanh số trên mỗi cửa hàng nó tăng. Thì đây là một cái sự tiến triển rất tốt mà chúng ta cần phải đánh giá tới về cái vấn đề này ạ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ ba, đó là kết quả kinh doanh năm 2021, kỳ vọng 2022 như thế nào để đưa ra cái khuyến nghị đầu tư đối với cái cổ phiếu PNG này đến với quý vị. Thì chúng ta hãy cùng xem, đó là kết quả kinh doanh 2021. Thì doanh thu chúng tôi tách ra ở đây từng mảng. Đầu tiên là bán lẻ thì tăng 10,5%. Nó cho thấy cái hoạt động kinh doanh chính của PNG vẫn tăng trưởng rất tốt. Bán sỉ thì giảm 5,5%. Điều này nó phản ánh một cái mặt rất thú vị, đó là các cái cửa hàng trang sức khác, các cái chuỗi trang sức khác của các cái cửa hàng thứ cấp nhập hàng của PNG về bán thì họ lại bị sụt giảm rất lớn. Thì PNG là cái người gọi là vượt trội hoàn toàn trong cái giai đoạn Covid từ vừa qua. Tiếp theo, về bán vàng miếng thì cũng có sự tăng trưởng khá tốt. Tuy với đóng góp với doanh số lớn như thế nhưng biên mảng này rất thấp, nó không đáng kể, đúng không ạ? Còn các mảng khác thì tăng 18%, tăng nhẹ, đúng không ạ? Thì PNG thì đang phát triển rất mạnh vào mảng bán lẻ. Đây chắc chắn là cái xu hướng tương lai, vì ngành bán lẻ phát triển bền vững, cũng như là thu nhập và xu hướng tiêu dùng đang thay đổi rất mạnh, và biên lợi nhuận cho cái mảng bán lẻ rất cao. Thế thành ra cái hướng đi này rất là đúng đắn và chính xác, đúng không ạ? Còn về kết quả kinh doanh năm 2021 tổng quan thì quý vị có thể thấy doanh thu là đạt 19.593 tỷ về cơ bản, tăng khoảng độ 12% so với năm 2020, đúng không ạ? Ở lợi nhuận gộp thì tăng nhẹ hơn do cái chi phí đầu tư tương đối lớn, dẫn đến cái giá vốn của nó cũng tăng cao hơn một chút so với doanh thu, đúng không ạ? Lợi nhuận sau thuế thì đạt 1.030 tỷ, giảm nhẹ 39 tỷ so với năm 2020. Thì nguyên nhân do cái quý 3 năm 2021 đã lỗ rất lớn, lỗ 159 tỷ. Thưa quý vị, trong khi quý 3 2020 quý vị có thể thấy lãi 202 tỷ. Nếu như cái quý 3 2021 chỉ cần bằng cái quý 3 2020 thôi thì rõ ràng năm nay cái lợi nhuận của nó lên đến khoảng gần 1.400 tỷ cơ, tức là tăng khoảng 30 mấy % cơ, chứ không phải thấp. Còn cái quý 4 thì kết quả kinh doanh đã trở lại, trở thành cái quý có kết quả kinh doanh cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau quý 1 năm 2020 thôi. Chỉ sau cái quý 1 năm 2021 thôi, và nó cao là quý 4 cao nhất trong các năm. Đúng không? Thì về biên lợi nhuận của nó thì vẫn tương đối tốt. Thì khi mà dịch trở lại năm 2021 đã khiến cho PNG gặp khá nhiều khó khăn trong quý 3, nhưng với cái việc đạt kết quả như này chúng tôi thấy rất ấn tượng. Còn về cái kỳ vọng 2022 như thế nào thì Việt Nam cũng như thế giới đã chấp nhận sống chung với Covid, và tỷ lệ tiêm vaccine của Việt Nam đâu đó cũng nằm trong top 5 đất nước có độ phủ vaccine lớn nhất. Thì rủi ro đóng cửa nền kinh tế chúng tôi cho là thấp, và kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của PNG năm 2022 khoảng từ 1.400 đến 1.600 tỷ đồng. Thì định giá PE cho năm 2022 của PNG với cái giá đóng cửa ngày 21 tháng 1 năm 2022 thì là 14 lần. PB thấp nhất trong 6 năm là khoảng 2.8 lần. Và cái kỳ vọng lợi nhuận chúng tôi cho rằng cho đầu tư năm 2022 này PE xứng đáng nó khoảng 18 lần, tức là kỳ vọng lợi nhuận 20 đến hơn 30% với việc đầu tư vào cái cổ phiếu PNG. Như vậy là rất hấp dẫn để đầu tư. Thì trên đây là tôi đã trình bày về cái tổng kết cái kết quả kinh doanh năm 2021, cũng như có những cái đánh giá dự báo cho năm 2022 của cái cổ phiếu PNG, và xin tóm tắt lại như sau. Đầu tiên là các cái mảng kinh doanh của PNG chính nhất vẫn là mảng bán lẻ vàng trang sức, mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất. Tiếp đến thì doanh thu thì mảng bán vàng miếng thì mang lại thứ hai, nhưng mà về kết quả kinh doanh thì nó mang lại rất thấp. Mảng thứ ba đó là mảng bán sỉ trang sức thì nó mang lại cái doanh thu thứ ba nhưng kết quả kinh doanh đứng thứ hai, đúng không? Và các cái mảng khác như là cao cấp cao hay là silver hay là style hay vân vân thì hiện nay thì nó vẫn chưa đóng góp đáng kể, đúng không ạ? Còn cửa hàng của PNG vẫn tiếp tục mở rộng và chủ yếu tập trung vào gold, tức là những cái cửa hàng bán vàng miếng và vàng trang sức là chính. Thì đây chính là cái trọng tâm, trọng điểm hiệu quả của PNG. Còn các cái loại cửa hàng khác thì về cơ bản nó cũng không được tốt lắm. Ví dụ như là silver chẳng hạn, thì chúng tôi cũng cho rằng là PNG sớm muộn cũng có thể là bỏ đi cũng được, bởi vì nó đóng góp không đáng kể, đúng không ạ?
và nó lại phân tán nguồn lực đi. Còn kỳ vọng về kinh tế 2022, chúng tôi kỳ vọng không phải đóng cửa, thì lợi nhuận sau thuế của P/E khoảng 1.400 đến 1.600 tỷ, thì PE forward đâu đó nó khoảng 14 lần là một mức rất hấp dẫn đối với cổ phiếu này. Thì với cái PE hợp lý khoảng 18 lần thì chúng tôi cho rằng cái kỳ vọng lợi nhuận có thể đạt khoảng 20 đến thậm chí 35% đối với việc đầu tư cổ phiếu P/E khá chắc chắn, và triển vọng trong tương lai dài hơn từ 2023 nó cũng sẽ rất xuất sắc. Thì trên đây là những cái trình bày đánh giá của tôi đến với các anh chị về cái dự báo kết quả kinh doanh của P/E trong tương lai, cũng như cái khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu này. Thì tôi xin nhắc lại một lần nữa, AZFIN khuyến nghị các anh chị nếu có đầu tư là đầu tư dài hạn thì cổ phiếu này rất hấp dẫn. Thì xin chúc các anh chị có những cái kiến thức hữu ích về cái cổ phiếu P/E để đưa ra được các cái quyết định đầu tư cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo.